giống như những hình ảnh ở khi chúng ta du lịch ở Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng của chúng chị, thì khi lên trên chợ nổi Cái Răng vẫn gặp những hình ảnh những người lái thuyền sẽ bán những trái cây và vật phẩm cho chúng ta. Nhưng mà trong Tam Cốc này, một hình ảnh rất là thú vị, chúng ta vẫn bắt gặp những người đưa đò bán thức ăn ở đây. Mến chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của Nhật Ký Du Lịch. Thì trong cái hành trình khám phá Ninh Bình thì hôm nay Nhật Ký Du Lịch đang có mặt tại nơi này gọi là Tam Cốc Bích Động của chú anh chị. Và bây giờ Nhật Ký Du Lịch sẽ đưa cô chú anh chị các bạn chúng ta sẽ vào bên trong mua vé và chúng ta sẽ cùng đi tham quan bên trong Tam Cốc để xem tất cả những cảnh đẹp bên trong Tam Cốc. Nhật Ký Du Lịch sẽ cố gắng ghi hình lại trọn vẹn nhất những cảnh đẹp bên trong Tam Cốc để gửi đến cho cả nhà mình, và sẽ cập nhật cái giá vé mới nhất của năm 2023 khi chúng ta di chuyển vào Tam Cốc đi thuyền và những tuyến đi như thế nào. Nhật Ký Du Lịch sẽ cập nhật hết để chúng ta có thể tham khảo khi du lịch tại Ninh Bình và biết những cái điểm để chúng ta đi, chúng ta sẽ đến những điểm nào thì Nhật Ký Du Lịch sẽ ghi hình trọn vẹn cho cô chú anh chị. Bây giờ thì mình vào mua vé nhé. Đây là cái bến để chúng ta di chuyển xuống thuyền để đi vào bên trong Tam Cốc. Bây giờ bên đây là cái phòng vé, chúng ta sẽ vào bên vé, sẽ vào mua vé. Trước mặt cô chú anh chị thấy này, cái quang cảnh đây. Trước khi mà mua vé, Nhật Ký Du Lịch sẽ cho cô chú anh chị xem cái quang cảnh phía trước, những cái quầy hàng bán vật phẩm, quà lưu niệm, rồi những cái quần áo, nói chung là tất cả những cái quà lưu niệm đều được bày bán rất là nhiều những gian hàng tại đây. Giờ chúng ta sẽ vào liên hệ để mua vé. Chị ơi, cho em hỏi vé vào Tam Cốc là bao nhiêu một vé một người chị? Dạ, vé tham quan là 120.000 một người ạ. Và tiền đò là 150.000 một vé cho 4 người đủ về tiền và dạ. Là nếu mình đi 2 người thì tổng số tiền mình vừa tiền vé và tiền đò là bao nhiêu ạ? Dạ, đối với người Việt mình nếu mà mình đi 4 người một đò thì sẽ là 160.000 một người. Còn dạ. Mình đi 3 người một đò sẽ là 170.000 một người. À, em đi 2 người thì là bao nhiêu tổng? 2 người thì mình tổng của mình hết 390.000 ạ. 390.000 là mình sẽ đi vào, trong đó có nhiều tuyến để tham quan không chị? Dạ, ở Tam Cốc em thì có một tuyến ạ. Một tuyến duy nhất? Đúng ạ. Dạ, mình sẽ mua vé và sau đó xuống đây là 2 người một đò để đi vào bên trong Tam Cốc. Đúng rồi, mình sẽ ra đây để áo phao nhá. Dạ. Rồi xuống đây sẽ có người xếp đò cho mình đi luôn. Dạ. Là bên trong có người hướng dẫn cho mình những cảnh đẹp bên trong không chị? À, thì mình sẽ đi với người lái đò. Và người lái đò sẽ hướng dẫn cho mình luôn. Đúng ạ. Rồi, cho em 2 vé. Ôi, bên kia đang đánh nhau à? Ôi, ẩu đã. Cho em 2 vé đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu hành trình đi vào bên trong tham quan khu Tam Cốc. Dạ, ngồi đây luôn ha. Được không? Được không? Ngồi đây cô chú anh chị. Bây giờ hãy ngồi đây đi ngắm cảnh. Ngồi trên này thì nó không có an toàn. Mà ngồi khu vực này thì sẽ dễ ghi hình cho cả nhà mình xem hơn. Và cái vị trí kia cô lái đò sẽ dễ hơn cho chúng ta để đưa chúng ta đi vào trong bên khu thắng cảnh Tam Cốc của chú anh chị. Vừa rồi hơi rối cái là Nhật Ký Du Lịch đang mua vé cổng thì xảy ra một cái vụ ẩu đả giữa khách du lịch và những người địa phương ở đây. Thì không biết chuyện gì hết, không biết nguyên nhân như thế nào hết. Thôi việc của mình cứ đi ghi hình cho cô chú anh chị xem thôi. Còn việc của họ thì họ cứ làm. Nói chung là những cái chỗ tránh những cái chỗ như thế của chú anh chị nó cũng phức tạp nguồn ngào, nhiều khi vô tình sẽ va chúng mình nữa. Thôi cứ đi vào ghi hình cảnh thôi. Và cái cập nhật cái giá vé cho cô chú anh chị là nếu như chúng ta đi 2 người như thế này là cộng với lại cái phí đi đò là 390.000, vừa tiền vé tham quan và phí đi đò là 390.000. Còn nếu như chúng ta đi 3 người thì cái giá nó sẽ cao hơn xíu, và 4 người giá sẽ cao hơn xíu. Nhật Ký Du Lịch chia sẻ cái thông tin về cái vé đối với chúng ta đi du lịch 2 người thì là 390.000 nha cô chú anh chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào bên sâu bên trong. Thì bên trong mình đi tham quan hết là khoảng bao nhiêu thời gian cô hả? Đi cả về là hơn tiếng các bạn. Hơn tiếng. Dạ. 45 phút. Dạ. Bên trong là bao gồm bao nhiêu điểm tham quan ở trong cô? Có 3 cái đầu ạ. Gọi ở đây địa phương Dạ. Động đầu thì nó 127 m. Dạ. Động thứ hai thì 60 m. Động thứ ba ngắn hơn là có 45 m. Dạ. Thì khi mà chúng ta du lịch ở Tam Cốc thì vào mùa nào là đẹp nhất hả cô? Mùa này em ơi, đến mai kia thì mùa này cũng tươi. Mai kia lúa nó chín em. À dạ, là tầm khoảng tháng mấy là mùa lúa chín cô? Mùa tháng 4. Tháng 4, dạ. Tháng 4, tháng 5 thì là có lúa. Dạ, chúng ta sẽ đi dọc hai bên là mình sẽ thấy được cảnh lúa cô ha. Lúa chín. Dạ. Thì như cô vừa chia sẻ cho cô chú anh chị là nếu như chúng ta đi du lịch ở Tam Cốc muốn đẹp nhất là vào cái mùa tháng 4 và tháng 5 thì chúng ta sẽ đi trên đò này, dọc hai bên là sẽ quan sát được cái cảnh mà đồng lúa hai bên, ở hai bên dọc cái tuyến đường chúng ta vào. Thì bây giờ Nhật Ký Du Lịch sẽ ghi hình cái cảnh đẹp ở Tam Cốc để cho cả nhà mình xem cho nó rõ nhé. Chú lấy đò đưa khách sang sông. À, cái này là vô Tam Cốc của chú anh chị. Đây, những hình ảnh chúng ta thấy vô cùng là điệu nghệ của chú anh chị. Những hình ảnh thật là điệu nghệ. Chúng ta sẽ di chuyển vào sâu bên trong khu vực Tam Cốc. Và trước mặt mình có thể quan sát được cảnh núi non của Ninh Bình. Theo như cô chia sẻ thì ngày xưa là cái dòng sông này hai bên bờ mọc rất là nhiều những cây ngô đồng, cho nên là gọi là dòng sông Ngô Đồng cô chú anh chị. Chúng ta sẽ đi di chuyển qua một cây cầu. Ở đây là bằng biển, nước sóng vỗ đến đâu thì núi nó mòn đến đấy. Ngày trước ở đây là vùng biển hả cô? Ở đây trước đây là vùng biển. Dạ. Nên anh em cứ nhìn những cái thấy núi nào cứ nhìn riêng là nó cứ mòn mòn, nó cứ như là người cát ấy. Dạ. Đây cảnh ở Tam Cốc cô chú anh chị. Ngày xưa khu vực này là vùng biển, vùng trũng thấp. Và sau này thì mới được bồi đắp và cái khung cảnh trở nên hùng vĩ như bây giờ. Cầu này là cầu gì cô? Cái cầu đi qua đây là cầu có tên gọi là cầu gì cô, hay là chỉ là cầu dân sinh thôi? Cầu vậy thôi em ạ, họ chả đặt tên. Dạ cầu Tam Cốc hả chị? Chị gái vui tính vậy. Đi vô Tam Cốc thì gặp cái cầu này, đúng là cầu Tam Cốc đi. Đây ở trên còn có một cái quán cà phê ở trên. Đây là quán nghỉ đây ạ, nhà hàng nghỉ. Dạ, nhà hàng để nghỉ hả cô ạ? Vâng ạ. Dạ. Là bên trong là có phòng luôn. Có phòng luôn. Dạ. Đây khu vực Tam Cốc này chúng ta cũng có thể thuê phòng tại đây để nghỉ và đi du lịch tại Tam Cốc. Cô khi mà qua những điểm nào cô chia sẻ giúp cho cháu đây nha. Nhà nghỉ bungalow. Dạ. Hello. Rất là nhiều khách du lịch nước ngoài. Ở đây nhiều lắm. Dạ. Chỉ có khách nước ngoài là đông. Nhiều khách nước ngoài đến du lịch tại Ninh Bình. Ngày trước trong cái vùng đây này em này là gọi là vùng gạo. Đó, cái vùng trong này này. Dạ. Là năm chiến tranh là các cô đã sang đấy ở đấy. Dạ. Gọi là vùng gì cô? Vùng gạo. Vùng gạo, dạ. Hello, how are you? Giờ họ ấy làm nhà nghỉ hết rồi. 903. Đấy lúa đấy, đến mùa lúa nó chín. Đây là những cái bức tranh mà vào cái mùa lúa chín chúng ta sẽ đi dọc và hai bên là sẽ quan sát được mùa lúa chín. À, mình chưa đến khu vực đó rồi đúng không cô? Chưa. Dạ. Ở đây là cấy cuối năm ngoái cấy xong là nó bị gặp rét là lúa. Năm nay nó cũng chưa đẹp. Dạ. Cấy được có một ngày ấm là nó gặp rét. Hôm qua thì ấm hả cô? Hôm qua ấm, nay rét. Hôm nay thì đầu rét, rét rồi. Thì cũng giống như chúng ta đi du lịch ở bên khu Tràng An cô chú anh chị. Khi vào bên trong Tam Cốc thì chúng ta vẫn di chuyển bằng thuyền, bằng đò. Chúng ta sẽ di chuyển bằng đò thì vào sâu bên trong khu vực Tam Cốc. Và khu du lịch Tràng An sẽ có 3 tuyến để chúng ta đi. Chúng ta có quyền lựa chọn đi một trong 3 tuyến. Thì vừa rồi Nhật Ký Du Lịch có ghi hình tuyến Phủ Khống và Đền Trần là tuyến số 1 của chú anh chị, tuyến Phủ Khống Đền Trần. Và 2 tuyến còn lại nữa là sẽ đi đến những cái điểm khác. Nhật Ký Du Lịch sẽ cố gắng, nếu như có dịp thì sẽ ghé lại ghi hình tròn vẹn 3 tuyến để cho cả nhà mình xem cho nó rõ. Bên Tam Cốc này thì chỉ có duy nhất một tuyến thôi cô chú anh chị. Chúng ta sẽ đi vào bên trong một tuyến thôi. Những hình ảnh rất là đẹp. Những cô đưa đò chèo bằng hai chân. Dạ. Đường Thái Vi, đèn Thái Vi. À bên nào cô? Đây, đây thẳng cái đường trước mặt mình đây. Vào trong kia. À đây cái lối này đúng không cô? Đúng rồi. Dạ, cái lối này là đây đi thẳng vào trong đèn, giờ đường đi vào ngon lành. Dạ. Không như trước còn gồ ghề đá. Cái lối đó là chúng ta sẽ vào bên trong đền Thái Vi cô chú anh chị. Cái video đền Thái Vi Nhật Ký Du Lịch sẽ làm một video riêng để cả nhà mình xem nhé. Chúng ta sẽ đi khám phá đền Thái Vi ở còn một video tiếp theo. Trước là chỉ có một lối đi thôi bé. Vậy là nó bé quá là họ gọi cầu rồng em ạ. Là góc du lịch phải làm lại. Kia những cái đá họ ý cấu lên kia họ làm lại. Lối ra lối vào cho nó rộng. Đây những người đưa đò đang ngồi. Ở đây cũng là một cái bến luôn hả cô hả? Không ạ, đây là những người họ chụp ảnh ạ. À là những người chụp ảnh. Dạ được rồi chị, em đi ghi hình du lịch. Dạ được rồi chị. Đây là cái chị đi chụp ảnh cho khách du lịch khi đi dọc Tam Cốc. Rất là nhiều những cô, những anh chị làm nghề nhiếp ảnh ở trong khu vực Tam Cốc. Bên trong mình có đi vào trong động không cô? Có em ạ. Dạ. Tí nữa là mình sẽ đi ngang qua động hả cô hả? Vâng. Dạ. Chúng ta ngồi thả hồn mình ở trên một dòng sông để ngắm cảnh đẹp của Tam Cốc khi du lịch tại Ninh Bình. Và một tí nữa mình sẽ đi vào bên trong những hang động. Động ở đây là tự nhiên đẹp. Dạ. Yeah. Đa phần tất cả những cái động ở Ninh Bình đều là động tự nhiên hết á cô ha. Ở trên Tràng An có động mới khai thác. Dạ. Yeah. Còn ở Tam Cốc này là động nguyên thủy ngày xưa luôn. Đúng rồi. Dạ. Yeah. Khi nào gần đến khu vực mà tháng 3 tháng 4 mà lúa chín á cô chỉ cho cháu nhé. À. Dạ. Cảnh Tam Cốc đẹp cô chú anh chị, đẹp. Nói chung là khu du lịch Tràng An với Tam Cốc tất cả đều đẹp. Cái mộ dưới sông này em này là mộ cái ông Trường họ Chu. Ông mất lâu quá để dưới sông xây. Trên đây hả cô hả? Đây cái mộ đây. Dạ. Phía giữa đây hả cô ha? Đấy. Là mộ, lúc nãy cô nói là mộ của ai con? Mộ của ông trưởng họ Chu. À dạ. Mà lại chôn ở khu vực này hả cô hả? Đấy. Dạ. Những hình ảnh rất đẹp. Chúng ta đang dần tiến sâu vào khu vực bên trong. Và tí nữa sẽ vào động. Quả núi đây với quả núi đằng kia em, họ gọi là hai quả núi Đồng Cân. Dạ. Mũ Quan Văn và mũ Quan ông Quan Võ. Có cái ông tượng gánh núi đứt dây là ông ấy lên, tí đến kia cũng thấy ông ấy lên núi, ông ngồi ông hóa đá. Cô đưa đò ở đây là được bao nhiêu năm rồi cô? Cô à? Dạ. Từ con đò là từ năm 90. Dạ, từ năm 90 là cô đã đưa đò ở đây rồi. Đò. Dạ. Mình làm chắc là ăn lương tháng chứ cô ạ? Không em ơi, mỗi một chuyến vậy là du lịch họ giả cho các cô 150. À. Ở đây 1.330 số. Dạ. Vậy là họ cứ lần lượt họ điều từ số 1 đến số 1.300. Dạ. Xong là hết họ lại điều lại. Thì cứ đến tour của người nào thì người đấy đi hay cô hả? Có đến 5 giờ chiều là ví dụ hôm nay là đến 300. Dạ. Có cái bảng họ viết ở đấy là các cô không, nay không đi thì mai là hỏi thăm, họ đi bên đấy họ biết. Dạ. Rồi hàng xóm họ biết là họ bảo. Dạ. Mà không ấy thì cứ 5 giờ chiều là ra, xong đến đâu là mai bên lối đi. À dạ. Thì mình đưa đò là mình ăn theo chuyến. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà ở đây là vậy nè em này, mỗi một gia đình nào mà có con trai ấy, đi cưới vợ là họ lại cho một số. Dạ. Nên là nó nhiều số vậy. À. Còn nhà nào mà không có con trai, có con gái là họ ấy cũng cho con gái một số. Dạ. Họ bảo để sau này bố mẹ về già là cần hương hỏa cho các cụ. Dạ. Như nhà cô có 3 cô con gái họ cũng cho một số, một cô. Mỗi cô một số. Cô. Dạ. Thì có một cô được thôi, còn 2 cô được không? À dạ. Như vậy. Là cái số đấy là số để đi đò đây hả cô hả? À, đi đò đây này. À. Là mai kia ví dụ cô có về già là chúng nó cần ở đấy, nó cần hương hóa cho các cụ, họ bảo vậy. À dạ. Kia ông thần đánh núi kia đấy ngồi chốc chốc đầu núi đấy. À. Có con chim thổi. Ở trên đó cô? Ở trên chốc đầu núi cơ. Đấy có con chim nó đậu trên đầu đấy. À, đây, chính giữa đây đúng không cô? Đây, đây, cô con cò nó đậu trên đầu đó. Có được không? Có quay. Rồi, thấy rồi. Rồi, bây giờ mình đang đi vào gần tới động chưa cô? Chưa vào. Dạ. Còn xa cô ha? Cũng đoạn nữa là đến. Yeah. Thì khu vực này có phải là khu vực đi qua đồng lúa vào những tháng 3, tháng 4 chưa cô? Sắp đến đồng lúa rồi. À dạ. Gần đến khu vực đồng lúa. Cái mỏm lúa con kia là bà ấy đang đứng ngóng trồng. Đấy, tí tia teo đấy. Dạ. Nó lấp lá, còn giống lắm. Dạ. Ở xa là giống, gần thì nó cũng không. Đây còn cái núi đây họ gọi là núi voi phục, đầu đến đằng đây trước mặt ha cô ha, núi voi phục. Dạ. Đây hả cô? Đây cái núi đây. Còn kia? À. Dạ. À, chúng ta nhìn ở vị trí này thì rất giống như con voi của chú anh chị. Đây, ngay cái tay là cái vòi voi này của chú anh chị. Đó, mình có thể mường tượng được. Rất giống như hình một con voi voi phục của chú anh chị, gọi là voi vì xuống á. Đây là bến lên đền em ạ. Dạ, cái bến này là để chúng ta lên đền để đi tham quan đền hả cô? Dạ. Đền mình có thể đi xe vào vẫn được hả cô hả? Đi vào được, xe to không vào được. Dạ. Đây là em quay cái này là mở đại bàng đây này. Đây, cái... đây đây. Đấy đấy, đấy. À, là cái gì cô? Mỏ đại bàng. Mỏ đại bàng. Đây đây em, đây đây. Đây à? Đây đây đây. Đây phải không? Đây. Đấy như mỏ đại bàng trên nha, quặp xuống. À dạ. Không biết cô chú anh chị nhìn rõ hay không? Giống như vịnh Hạ Long thu nhỏ cô chú anh chị, hay còn gọi là vịnh Hạ Long trên cạn. Còn cái cầu đá này các cụ bảo là cứ ngày ngày nhà vua lên đây ngồi để câu cá. Dạ. Đây phía trước mặt đây cô chú anh chị. 03, 903. Trước mặt đây theo như tương truyền là ngày xưa nhà vua lên đây ngồi để câu cá. Kia là hang múa kìa em kìa, hang múa lại phí đi lộn ra trước mặt mình đấy. Dạ. Đây, phía trên đây chính là hang múa của chú anh chị. Khu vực phía trên là hang múa. Thì trên hang múa chúng ta chỉ có ngắm cảnh thôi cô chú anh chị. Đúng rồi. Chúng ta di chuyển lên hang múa vẫn phải mất vé, nhưng mà lên trên chỉ có ngắm cảnh thôi. Lúa đây là mới cấy nên là nó cần rét, nên là dân chưa đi chăm bón, nên mà mai kia họ đi bỏ phân chăm bón là lúa tốt lắm. Dạ. Yeah. Cứ đến tháng 3 tháng 4 là đến mùa lúa chín hả cô ha? Tháng 4 tháng 5. À tháng 4 tháng 5. Dạ yeah, là đến mùa lúa chín thì dọc cái lối chúng ta đi sẽ hai bên là nhìn từ trên cao xuống là sẽ thấy lúa chín đẹp hả cô ha? Đúng rồi, lúa nó vàng ươm. Dạ. Yeah. Núi non Ninh Bình vô cùng là hùng vĩ. Và ngày xưa thì các vị vua ngày xưa lấy những dãy núi của Ninh Bình làm tường thành luôn cô chú anh chị. Thì lịch sử của Ninh Bình như thế nào, Nhật Ký Du Lịch cũng ghi hình nhiều video rồi. Cô chú anh chị các bạn chúng ta có thể vào danh sách phát về du lịch Ninh Bình để xem lại những cái lịch sử đền rồi chùa ở Ninh Bình. Kìa, em nhìn cái mỏm núi kia là thầy trò đứng tăng kìa. À cái, đâu cô? Cái đầu nó chút xuống ở cái cây to to đấy. Dạ. Giờ nó lấp. Còn đứng tăng ngồi ở trên gốc cây, thấy con ngựa nó chút đầu xuống đấy. Dạ. Rất là nhiều những hình ảnh mà để chúng ta liên tưởng đến những hình ảnh khác nhau. Đúng bè cái cây mới thấy. Hello. Cây. Xa quá chúng ta sẽ không nhìn rõ. Còn cái gò núi này là nó dựng thẳng lên, là cái ông nông dân đi cày là nó đổ xuống là ông ấy vùi ở dưới đây. À dạ. Kia em kìa. Ở thẳng cây cô vào có cái hang gạc năm chiến tranh ở dưới cái khoảng kia kìa. Là năm chiến tranh chống Mỹ là quân y Việt Nam họ vào đấy họ ở đấy. À cái hang đó ấy cô. Đấy đấy, ở cái đám phẩm kia kìa. Dạ. Lúc đấy các cô đi làm cũng đã biết rồi. Dạ. Từ bên kia nó xiên sang bên đây. Dạ. Hang cạn. Hang gà hay cô ạ? Hang cạn. Hang cạn, dạ. Là cái hang cạn không có nước. Dạ. Là quân y Việt Nam họ vào đấy họ ở. Đây đến hang, đây là gọi hang cả đấy. Dạ. Đây bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào bên trong hang rồi chú anh chị. và sẽ ghi hình lại cái cảnh ở trong hang cho cả nhà mình xem. Thì có thể là vào trong hang, hang này thấp không cô? Hang cao em ạ, trông vậy vào cao lắm. Dạ. Có hai cái hang trong cơ thì nó thấp. Xin chào. Đa phần khách du lịch họ những câu xin chào là họ đều biết cô chú anh chị. Biết cũng thế. Như người Việt Nam mình hay biết những câu hello và hi vậy. Chúng ta sẽ di chuyển vào sâu bên trong hang. Ở trong hang này còn có những cái truyền thuyết hay là những giai thoại gì không cô? Ở trong hang có những cái nhũ đá này đá tự nhiên rất đẹp. Ngoài ra còn có những cái tích gì liên quan đến hang không cô? Ở đằng kia nó có cả con cá các em ạ. Dạ. Hình con cá ở trên hang ấy. Chúng ta đang đi vào bên trong hang. Cũng giống như hang động ở bên khu Tràng An của chú anh chị. Những hình ảnh rất đẹp. Còn cái hang bên tay phải mình đây là trước rơi nó ở nhiều lắm này. Dạ. Giờ nó động vậy là chả biết nó có còn. Rơi á cô hả? Rơi rơi. À dạ. Bên kia chúng ta có thể thấy một cái nhũ đá tự nhiên của chú anh chị. Một cái nhũ đá tự nhiên luôn. Giống như hình một bầu sữa mẹ. Và trong đây còn có những cái hốc hang là nơi trú ngụ của rất là nhiều đàn dơi ở bên trong. Đây em hình con cá đầu đằng đây này. Đây 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 đây. À đây hả cô? Đây 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 đây. Đầu nó đằng đây, còn đuôi nó đằng đây. À dạ. Đây, đấy đầu đấy. Dạ. Còn đuôi đằng đây. Đuôi bên đây. Ôi. Không kịp véo cổ của chú anh chị. Rồi gần ra đến hết hang rồi cô chú chị, gần ra tới cửa hang rồi. Đây là có cái đám mà viết lưu niệm lại em này. Dạ. Ông Nguyễn Công Cậy là năm chiến tranh ông ấy làm công binh trưởng ở đây. Dạ. Ông hy sinh ở đây là họ viết lưu niệm lại. Đây là nơi sản xuất vũ khí. Năm 1947 đến năm 1950. Còn ở đây là ông cụ, ông 104 tuổi. Ông mới mất đầu năm ngoái, mới được năm. Bên nào cô? Bên đây. Dạ. Ở trong đó cô hả? Ông có làm nhà, ông làm nhà trong kia ông ở. Dạ. Cũng có con cái nhưng mà bắt ông về nhà ông không ở thì là lúc ông ốm quá rồi là không sao được con nó mới đưa về được. Dạ. Yeah. Đây những con này là con cò hay con vạc cô? Con vạc đấy. Dạ con vạc hả? Ôi những hình ảnh rất là đẹp của chú anh chị. Những hình ảnh thật là tuyệt vời. Kia và... em quay trên kia những cái gò đá trông như những cái xe đăng đấy. Dạ. Yeah. Ở cái núi trong đấy. Những hình ảnh rất giống như những chiếc xe tăng. Và dọc cái tuyến đường này chúng ta đang bắt đầu vào bên trong khu vực mà giữa tháng 4 và tháng 5 hai bên sẽ là những cái cánh đồng lúa chín vàng của chú anh chị. hai bên dọc bên lối đi như thế này vào khoảng du lịch Ninh Bình vào tháng 4 và tháng 5 khi chúng ta đến Tam Cốc thì sẽ bắt gặp được những hình ảnh ngồi giữa đò và chúng ta sẽ ngắm hai bên là lúa chín vàng. Rất là nhiều khách du lịch đi vào tham quan khu Tam Cốc. Gần cái núi đây em kìa, giờ ở trước ông cụ đấy là ông trèo qua cái quàn đấy và trong kia ông cấy ở trong đấy. Dạ, trèo qua đèo, trèo đèo qua bên núi này luôn cô. Đấy, trèo dạ. Qua cái quàn đấy, vào ông cấy ở trong đấy. Dạ. Nhưng giờ con ông ấy không cấy thì vào, con ông vào làm ao để thả cá. Dạ. Ở trong đấy là có cái đồng rộc. Dạ. Thì tí nữa là mình sẽ vào một hướng này và cũng ra lại hướng này luôn hả con? Đúng rồi đấy. Dạ. Chúng ta đi như thế nào thì về như vậy cô chú anh chị. Chỉ có một tuyến duy nhất thôi, một tuyến đường duy nhất ở trên sông. Để chúng ta vào bên trong tham quan. Các cô cấy ở đây là giờ mấy năm nay là du lịch họ cho lúa giống, cho phân. Dạ. Các cô chỉ có cấy là lấy lúa ăn. Dạ. Mới được người nhiều. Cả đi cả về là 7 cây. Chín là ba. Một nét khá là thú vị, khác với khi chúng ta du lịch ở trên đò ở trong khu Tràng An là những cô lái đò ở đây mỗi người sẽ có một số được phân định sẵn và cứ đến lượt số người nào thì người ấy sẽ được đưa đò để đưa du khách vào bên trong tham quan. Cho nên là rất là nhiều dọc cái tuyến đưa đò vào trong thì đa phần những người lái đò họ sẽ trao đổi với nhau là đã đến số bao nhiêu rồi. Một nét khá là thú vị, khác với khu danh thắng Tràng An. Còn đây là khách Nhật Bản rồi chú anh chị. À khách ta hả cô? Dạ, con nói cho khách, nó vui lắm. Khách Nhật Bản không nhiều đâu mà. Chỉ quá đa là đến ba thôi. Dạ, đây là khách Thụy Sĩ. Rất là nhiều khách du lịch của các nước đổ về du lịch Ninh Bình. Đây khách Ấn Độ. Gồ đá bên đây là nó là gồ đá, họ gọi là con rùa đi nè em đi. Cái mỏ nó đâm đây giờ cây nó lấp nó rồi. Dạ. Cái gồ đá bé ở đây. Dạ. Mỏ nó đằng đây. À đây. Ôi rất là đông khách du lịch luôn. Còn nên quay bên đây là con gọi là núi Hàm Rồng cũng như cái gò đá đây mình con rùa cũng uốn. À ở dưới chỗ ruộng hả cô hả? Đấy, đúng rồi. Dạ dạ. thì đa phần là những người đưa đò ở đây tất cả đều là người địa phương hả cô hả? Đúng rồi, tất cả địa phương đây hết. Dạ. Các cô giờ già rồi chả đi công ty cũng tiếc, thì được là ở nhà là đi đò cho con có số là đi đò cho hộ cho nó. Dạ. Còn thanh niên cứ có thứ bảy chủ nhật nó có được nghỉ thì nó đi xuống, chứ cần ngày thường vậy là ít, nguyên có ông bà già đa số. Dạ. Lúc nãy cô nói là cứ một chuyến đòi là mình được bao nhiêu tiền cô? Được 150. À dạ. Vậy là khu du lịch chỉ có bán vé tham quan thôi, còn đò là các cô sẽ nhận cái tiền đò hả cô ha? Đấy. Dạ dạ. Cô cầm cái thẻ cứng đấy là về là đưa họ giá 150. Dạ. Ô nếu như vậy là một ngày như vậy cô chỉ đưa được một chuyến thôi chứ hả cô? Không được em ơi. Những hơn 1.300 số mà đi là à. Và là phải mấy ngày mới đưa một chuyến. Mấy ngày mới đừng chuyến, đúng rồi. Ở đây cái là nhà nhiều người, con em xem này, nhà nhiều người thì đứng miếng to. Dạ. Nhà ít người thì miếng bé, họ chia ruộng sản cho các cô hết ấy. À là địa phương sẽ chia ruộng cho các cô cấy ở đây. À. Dạ. Thì khi lúa chín là mình gặt là cái lúa đó là thuộc phần của mình đúng không? Đúng rồi. Dạ. Chứ không phải như cái sự tích mà ngày xưa là lấy gốc hay lấy ngọn mà sự tích ngày xưa. Lấy gốc. Dạ. Đây là du khách Ấn Độ của chú anh chị. Đây là khách Hàn Quốc. Đây là khách ở Canada. Rất là nhiều khách du lịch từ các nước về du lịch tại Ninh Bình. Dê kìa ông kìa, họ thả trên núi đấy, nó đang nằm kìa. Đâu có, à đây, để Nhật Ký Du Lịch phóng cái hình ảnh nó lớn lên. Ở Ninh Bình thì rất là nhiều dê cô chú anh chị, rất là nhiều dê, rồi là dê núi Ninh Bình á. Đây không biết cả nhà mình có thấy rõ hay không, tại vì xa lắm cô chú anh chị, tích ở trên ngọn núi. Cái lịch cố gắng phóng cái màn hình để cả nhà mình xem. Chúng ta đi dọc rồi thấy những đàn dê đó. Chắc là cả nhà mình sẽ không nhìn rõ đâu. Đây những con dê đang di chuyển này cô chú chị. Đó, cái vệt trắng đó là chính là con dê cô chú chị. Đây em ơi, 2 con đấy. Dạ. 2 con đang leo núi cô chú chị. Đó, thấy chưa cả nhà mình thấy chưa? Đây. 2 con đang leo núi nè. Cả cái con bé bé nó chắc mới đẻ nên nó không lên cao được đấy. Con bé bé này là trước mặt mẹ này đấy, đấy 2 con. Dạ. Thế rồi. Dê núi Ninh Bình, một đặc sản ở Ninh Bình. Tại vì sao gọi là dê núi Ninh Bình là vì những chú dê ở Ninh Bình đa phần đều thả rong trên núi của chú anh chị, cho nên là khi chúng ta thưởng thức những cái món thịt dê Ninh Bình thì cái vị của thịt nó sẽ ngon hơn và ngọt hơn ở những vùng miền khác. Nhật Ký Du Lịch thì đa phần là ít dùng những cái món mà nó gà, dê đồ này kia, ít dùng lắm. Vẫn dùng được cô chú anh chị, chứ không phải là mình không dùng, nhưng mà ít dùng, hạn chế cô chú anh chị. Còn bên trong cái đây là có cái chú nuôi cá bên trong em ạ. Dạ. Đấy từ cái bờ ấy vào. Dạ. Nuôi cá, nuôi gà, nuôi lợn. Nuôi cả vịt, chả biết bán vịt chưa, cây mà có bán vịt không? Như giờ mình có lối vào trong không cô? À em có lên thì cho vào. À bên trong là lên bộ, đây thì có lên thì đến đây là lên bộ vào. À là có một chú nuôi gà vịt ở trong đó cô hả? À. Này mình vào mình xin vài con được không cô? À, trước là cái nơi của chú là ngay lối này nè phải không cô? Đấy, đấy, lối đấy. Dạ. Thôi Nhật Ký Du Lịch nói vui thôi cô chú anh chị, nói vui thôi. Chúng ta sẽ đi dạo tiếp tục. Đấy. À, cái nhà như của cái người dân đấy sóng biển vố là như cái khớp đá bằng như cứ rồi. À, những cái vết tích ngày xưa mà sóng biển nó vỗ cô ha. Đấy. Dạ. Những vết tích ngày trước. Thì ngày trước khu này là vùng biển của chú anh chị. Đấy là vùng biển, là vùng trũng, cho nên là rất là nhiều những cái vết tích mà ăn mòn ở trên những cái vách đá. Cả nhà mình xem video cố gắng đừng có bấm tua nhanh nha, tại vì còn nhiều cảnh đẹp nữa. Còn nhiều cảnh đẹp nữa, cả nhà cứ từ từ mà xem. Nhật Ký Du Lịch sẽ để một trong những cái khúc nhạc nó nhẹ nhàng để cả nhà mình thư giãn. Còn rất là nhiều cảnh đẹp ở bên trong. Của chú anh chị mình tour nhanh thì sẽ vô tình bỏ qua những cảnh đẹp. Và đặc biệt là đồng lúa thì năm ngoái họ cấy cái cơ hội đấy em, đây bên đây phải đấy. Dạ. Nhưng hôm nay họ cấy cái hình con cá. À. Ngày nay mai lúa chín là họ lên trên kia kìa kìa. Dạ. Đám mà ấy xây kia. Dạ. Là họ quay phim. Nhìn xuống. Nhìn xuống. Đây. Thì vào tháng 4 với tháng 5 là đây lúa chín đúng không cô? Đúng, lúa chín là đây. Đấy họ thì họ mở hội tháp vàng Tam Cốc thôi. Là à. Họ lên đấy họ quay phim. À. Đây những cánh đồng lúa được tạo hình và trồng bên trong những cái khuôn hình để khi lúa chín chúng ta sẽ nhìn từ trên cao và quan sát xuống cảnh ở phía dưới, nó tạo thành những cái hình ảnh vô cùng là đẹp mắt. Và nếu như có dịp thì Nhật Ký Du Lịch sẽ cố gắng bay ly cam cho cô chú anh chị xem vào mùa lúa chín ở Ninh Bình. Chúng ta sẽ được xem cảnh lúa chín với những hình ảnh khác nhau từ trên ly cam. Xin chào. À, mình vào trong đó là điểm cuối rồi đúng không cô? Đây là hang 2 ạ, hang 2, hang 3 nó gần nhau em ạ. À dạ. Nó cách nhau có ngắn. Dạ, cái này là hang 2. Hang 2, dài dạ. 60 m. 60 m. Thì lúc nãy mình vừa qua đó là hang 1. Hang cá. À, hang cá. Địa phương gọi là hang cá, hang 2, hang 3. Dạ. À, tiếng vùng miền ở ngoài miền Bắc này là không có thứ nhất mà là cá đúng không cô? Vâng. Cá xong rồi tới thứ hai luôn. 2, 3. Dạ. Khác với miền Nam trong tụi con là bắt đầu từ thứ hai luôn chứ không có cả. À. Dạ. Hang đầu tiên mà chúng ta đi đó chính là hang cả, hay còn gọi là hang 1 của chú anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ qua hang 2 và sau đó sẽ di chuyển đến hang 3. Thì mỗi một điểm như vậy sẽ có những nét đẹp khác nhau, chứ tất cả không giống nhau cô chú anh chị. Chỉ giống nhau là chúng ta sẽ đi qua hang thôi và đi trên đò. Còn lại thì mỗi một điểm sẽ có những vẻ đẹp riêng, những vẻ đẹp khác nhau. Bên kia là hình ảnh của mùa lúa chín. Chúng ta sẽ đi dọc ở Ninh Bình này cô chú anh chị, hang búa. Đây là trước là cái cả bên trong kia kìa, là đắp đập ngang đây này là có cái bác cái bán quán ở trên đây. À, cái quán nhưng đó rồi. Đúng rồi, nhưng giờ họ là thông thương đi, là không bán, là bác cái không vào bán nữa. Không cho bán hay sao cô? Không bán, giờ thông thương vậy là không ai lên đấy. À, là không có lời đúng không cô? Đúng rồi đấy. Dạ. Chỉ cho nên là ít người lên. Bác đi vào đây này, máy cụt đây này, bác cái cụt lúa cho dân. Dạ. Thì ở trên đây cháu thấy có cái đền gì trên đây cô? À, họ xây bác ấy xây cái đền ông chúa Sơn Lâm. Dạ. Chúa Sơn Lâm gọi là ông Hổ đấy em. Dạ. Đền ông Hổ. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển vào trong hang 2. Vào trong hang 2 cô chú anh chị. Chúng ta đang đi vào trong hang động thứ hai, cho nên có tên gọi là hang 2. Những nhũ đá tự nhiên của chú anh chị được hình thành tự nhiên theo nhiều năm tháng với những nước chảy của chú anh chị. Nước chảy thì đá sẽ mòn và tạo thành những hình thù khác nhau. Năm ngoái nó lụt là hai trong thì không vào được. Dạ. Mất 2 lần. Năm lụt là bít hang luôn không vào được. 8 tháng 9 đấy. Dạ. 2 lần lụt. Dạ. Đúng rồi, cái hang này nó thấp hơn hang cả ngoài cô ha. Thấp. Dạ, cho nên lụt là đúng rồi, ngập hết. Họ đang cấy máy đây nè em này. Cấy lúa. Dạ. Đây là khu vực người dân đang cấy lúa bằng máy để phục vụ cho cảnh đẹp của khách du lịch khi tham quan ở Tam Cốc vào mùa tháng 4 và tháng 5. Hai cái đồng bên đây là bỏ hoang là nguyên sậy tốt lắm. Là năm ngoái họ du cho hai cái chú ấy. Chú ấy phá hoang để chú hỏi cho lúa giống, cho phân, cấy cho nó đẹp. Ui giời sậy tốt, chú lồng không biết bao nhiêu lần mới ra đồng vậy. Yeah. Vậy thì đồng lúa đồng sậy tốt lắm. Nhưng mà lúa ở đây thì ở địa phương của tỉnh là tạo điều kiện, thứ nhất là vừa cho dân có thêm thu nhập, và thứ hai là tạo cái mỹ quan để du khách có thể tham quan cái cảnh đẹp ở Tam Cốc, đúng không cô? Vâng. Dạ. Yeah. Ngày trước chưa có du lịch các cô còn cấy tận ở bên trong cùng sông thì phí từ đây về đến bến thuyền nữa. Dạ. Đấy, cấy tít trong đấy. Là ngày trước nếu mà khi mà chưa có du lịch đó là mình đi bằng phương tiện nào để vào trong đây cô? Đi thuyền đây này, đi thuyền tre kìa em ạ, không phải đi thuyền này đâu. Dạ. Đi thuyền tre kia cây tre kìa. À dạ. Cứ đóng bằng những cái bè đúng không cô? Không. Vì trẻ nan ra sông Đan Hà Nội. Dạ. Vậy là những cái cây sắn ấy. Dạ. Là bóc về làm kỳ công lắm. Là phải băm nhỏ như cám ấy, là xám. Xám xong là đi thời gian là lại phải mua nhựa đường. Dạ. Để xám nó khỏi chảy nước vào. Dạ. Làm kỳ công lắm. Là ngày trước cũng vẫn cấy ở trong đây. Dạ. À, đây những hình ảnh tuyệt vời, cô có thể ghé lại giúp cháu nhé. Bên trong là những người địa phương ở đây họ bán đồ ăn, thức uống ở tại đây. Rồi chúng ta sẽ mua nước uống, có nước uống không chị? Dạ. Rất giống như những hình ảnh ở khi chúng ta du lịch ở Cần Thơ, chợ nổi Cái Răng của chú anh chị, thì khi lên trên chợ nổi Cái Răng vẫn gặp những hình ảnh những người lái thuyền sẽ bán những trái cây và vật phẩm cho chúng ta. Nhưng mà trong Tam Cốc này, một hình ảnh rất là thú vị. Chúng ta vẫn bắt gặp những người đưa đò bán thức ăn ở đây. Cô có nước gì cô? Cho cháu 2 lon trâu hút đi. Dạ không có trâu hút à cô? Dạ. Cho cháu 2 lon bò hút đi. Những hình ảnh rất đẹp của chú anh chị. Nguyên một khu nhiều bà con buôn bán bên trong Tam Cốc đây. Dạ cô cứ để đó cho cháu đi. Dạ 3 lon chứ, 3 lon cô, 3 lon. Dạ được rồi cô. Dạ. Dạ dạ. Lúc nãy là cháu bỏ phần của caramel, tại vì caramel không ăn không uống gì một tháng nay là tu nói cho bà bỏ vào cháu giỡn mà. Cô có nước lọc không? Cô có nước lọc? À dạ gì uống nước lọc ha. Đổi lông bò lấy nước lọc thôi. Dạ. Rồi tổng thiệt hại là bao nhiêu cô? Dạ đây cháu gửi. Dạ. những hình ảnh rất là thú vị. Các cô lấy đồ ở đây buôn bán những đồ ăn vặt rồi nước để phục vụ cho chúng ta. Dạ cảm ơn cô. Hình ảnh rất là đẹp. Đây mình để đây tí nữa sẽ uống. Mua để ủng hộ các cô ở đây. Dạ. Dạ mỗi điểm có những vẻ đẹp riêng cô. Dạ. Dạ tâm linh. Bên Tràng An kia tâm linh này, khu danh thắng tâm linh là nhiều. Dạ. Còn bên đây thì có những cô như này tạo nên một cái vẻ đẹp riêng ở đây. Dạ. Rồi xin chào các cô nha. Bên trong đây có đền thờ gì ở trong không cô? Em ơi, đền bên tay trái họ mới làm xong. Dạ. Vào đến hang 3 này là điểm cuối rồi hả cô? Đây là điểm cuối rồi, còn từ đây sang là sang Tràng An đấy, nhưng giờ họ chưa cho sang. Dạ. Bên kia là Tràng An đúng không cô? Tràng An luôn, nối luôn cái sông này. Dạ, nối liền. Nhưng mà họ chưa cho mình sang. Nối liền với bên Tràng An của chú chị. Đây là cái... Nếu mà chỗ nhớ không lầm là... đi qua vị trí bên đó là sẽ lên trên đền Trần đó, cô hả? Đây là đèn lấy trước là làm ở trong đền nội em ạ. Dạ. Gọi là đền nội. Dạ. Xong là giờ họ mở du lịch là họ làm đây để cho dân ở đây vào thắp hương đi lễ đầu năm cho nó gần. Dạ. Trước các cụ bảo là các cụ cần vác đá, những cái cột đá, những cái kia kìa. Dạ. Vào tận đền nội, đi bao nhiêu quả núi. Còn bên kia là Tràng An đúng không cô? Không không, bên đấy là cũng địa phận, đây cứ từ sông kia vào thôi. Dạ. Bên đấy cũng là khu của Tam Cốc luôn. Khu của Tam Cốc. Dạ. Ngày trước các cụ bảo là các cụ cần vác đá từ ngoài đây vào để xây đền nội. Dạ. Nhưng giờ cái đền đấy là thuộc bên Tràng An. Dạ. Du lịch ở đây là cùng cái ông đây đấu thầu mẹ. Dạ. Là ông ấy làm đèn đây để cho dân vào thắp hương cho nó gần. Đây chính là khu du lịch Tam Cốc Bích Động. Đây là khu vực hang 3. Hang 3 ở Tam Cốc của chú anh chị. Thì ở trên còn một vài những tiểu cảnh trồng hoa ở trên. Chúng ta có thể vào bên trong ngồi nghỉ và mình sẽ nghỉ mệt, sau đó sẽ đi ra lại. Và cái khu vực này là tuyến cuối cùng rồi. Khu vực này là tuyến cuối cùng của Tam Cốc rồi. Đây là nơi để cho chúng ta dừng nghỉ khi đến tham quan ở động 3 của chú anh chị, động thứ 3 cho nên là gọi là động 3. Một khu nhà sàn rất là nhiều những bộ bàn ghế, chúng ta có thể ngồi nghỉ tại đây và sau đó sẽ tiếp tục di chuyển ra bên ngoài để trở về khu vực ban đầu. Thì ở đây họ đang trồng thêm hoa của chú anh chị, xa xa bên kia là họ đang trồng thêm hoa. Và lối này đó chính là khu vực nhà vệ sinh của chú anh chị. Khu vực nhà vệ sinh bên đây. Nếu chúng ta đi đúng những cái dịp mà sen nở thì ở đây sẽ rất là đẹp. Ở đây rất là nhiều những bông sen, bông súng ở đây cô chú anh chị. Nhưng mà hiện tại hết mùa rồi. Thì sớm giờ Nhật Ký Du Lịch cũng đưa cô chú anh chị các bạn chúng ta cũng đi tham quan và ngắm cảnh ở bên trong khu Tam Cốc khi du lịch Ninh Bình. Sở dĩ có tên gọi là Tam Cốc là cốc ở đây có nghĩa là động của chú anh chị. Thì Tam Cốc có nghĩa là ba động, chúng ta cũng đi tham quan. Và đặc biệt vào những dịp tháng 4 và tháng 5 ở khu vực Tam Cốc này sẽ khi chúng ta đi dọc hai bên cái lối để vào bên trong động thì rất là nhiều những cánh đồng lúa chín trải dài ở dọc cái lối đi của đường đi vào động. Nhật Ký Du Lịch cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video tới thời điểm hiện tại. Và đừng quên để lại một đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo để đồng hành cùng với Nhật Ký Du Lịch. Một lần nữa xin cảm ơn cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo.